Xin chào các bạn, hôm nay Tân sẽ quay cho các bạn cái cảnh cây, một cái cây gắn liền với tuổi thơ của chị em miền Tây mình ở quê nha. Bây giờ các bạn hãy chú ý theo dõi theo cái hành trình của Tân và đón hay xem cái đây là loại cái gì nha. Đây là một vườn chuối của nhà quê Tân. Các bạn đây nè. Cho mình các bạn xem điều kỳ diệu sẽ xảy ra nha. Nổ cái êm tai nha mọi người. Rồi nhỏ mà để quê mình thường thường chơi chơi nè. Rồi vậy. Nghe âm thanh nổ, mấy con cá kềm kềm đó bò, nó lội lại nè. Nó tìm nó ăn nha các bạn. Đây là cá lên kềm luôn nè. Nó cá lên kềm nó quê mà đó. Nhỏ mình còn chơi chơi súp cá lên kềm chơi nữa. Nguyên về cá lên kềm luôn kìa. Nè, con cá lên kềm nó bận chà bá. Quế cạnh cây nấu nấu lâu lắm mới gặp cái này.